đang ăn miếng bò nướng tảng, người đàn ông hoang mang khi thấy một con giun chui ra. Rồi, như vậy là một miếng thịt bò và đang có một con giun đang chui ra từ miếng thịt bò này. Ôi, chuyện gì đây? Như vậy là tốc độ của video đã được nhân lên gấp 3 lần mà chúng ta có thể thấy là một con giun đang chui ra từ miếng thịt bò. Bò thì được nướng rồi thì phải đây, đang để trên bát nhờ, tại một nhà hàng nào đó, không biết là nhà hàng ở đâu. Trời ơi, ôi trời ơi, đang ăn này chuẩn bị xém mà thấy con giun chui ra này thì đúng là không biết là sẽ ăn kiểu gì đây. Nào xem cuối cùng nó chui ra như thế nào nhá. Nó vẫn đang chui ra các bạn ạ. Mặc dù là được nướng qua rồi nhưng mà con giun này là nó không được vấn đề gì mà nó sống ở trong miếng thịt bò hay sao? Khó tin thật luôn. Rồi. Ôi, sắp ra rồi, sắp ra rồi. Rất dài, rất dài. Vẫn đang tiếp tục chui ra. Ồ. Một cái lỗ luôn, không hiểu sao nó lại chui vào trong được. Rồi. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh mà trong miếng thịt bò lại có giun cả. Đây rồi, ui sắp chui ra hết rồi. Ui rồi. Rồi, như vậy chui ra rồi. Thấy một vài từ tiếng Anh có lẽ là một vị khách nước ngoài. Không biết là có phải ở Việt Nam hay không. Ăn uống thế này thì đúng là cũng hài hùng thật. Các bạn hiện tại đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.